Chào Bọ Cạp, đây là bài dự đoán dành cho các bạn Bọ Cạp đã chia tay nhưng mà vẫn còn vương vấn người cũ hoặc là vẫn còn suy nghĩ về người cũ, còn quan tâm đến người cũ. Và video này nằm trong một cái series đặc biệt dành cho ngày lễ tình yêu sắp tới. Trong series này thì mình hướng đến tất cả các đối tượng, đó là các bạn đã chia tay, còn độc thân hay là đã có cặp. Và đây là bài dự đoán chung cho toàn cung cho nên sẽ có những thông điệp nó không đúng với từng cá nhân cụ thể. Nếu các bạn muốn có một cái bài dự đoán chỉ dành riêng cho cái hoàn cảnh của mình thì có thể liên lạc với mình qua trang và bình tarot trên Facebook hoặc là email cho mình bằng với cái địa chỉ email mà mình để dưới đây. Mình cũng khuyến khích các bạn lập lá số cho mình để tìm được cái vị trí mặt trăng, điểm mọc và sao kim. Từ đó các bạn có thể check cả các bài dự đoán của những cung đó nữa, bởi vì nó cũng có ảnh hưởng rất lớn đến mỗi chúng ta. Ngoài cái cung mặt trời là dựa trên ngày sinh, trong cái bài dự đoán này thì ở vị trí đầu tiên mình sẽ xem xét là tình trạng hiện nay của bạn. Ở vị trí này là cái khó khăn và thử thách để bạn và người cũ quay trở lại. Ở vị trí này là những cái lời khuyên và cuối cùng là kết quả. Mình rút thêm một lá bài trong bộ tình yêu để cho các bạn có thêm thông tin, bất kỳ thông tin nào mà các bạn cần biết thêm về tình hình của mình. Thì ở vị trí đầu tiên bạn đang tình trạng hiện nay của bạn thì có thể thấy là bạn vẫn có vẻ như là chưa nguôi ngoai với những gì đã xảy ra giữa bạn và người cũ. Bạn vẫn bị cái này là nói về những cái sự trằn trọc, những đêm mất ngủ và lo lắng suy nghĩ này. Thì với cái lá Four of Cups này nói về cái việc người này không hài lòng với những gì mà họ có trong hiện tại, hoặc là họ có một cơ hội, đang có một sự khởi đầu mới. Cái bạn có thấy cái bàn tay cầm cái ly này dâng đến cho người này nhưng người này không nhìn thấy. Và cái bàn tay cầm cái ly là cái biểu tượng của Ace of Cups, là cái sự khởi đầu mới về mặt tình cảm, nhưng người này không để ý thấy và họ vẫn chú ý đến ba cái ly ở đằng xa. Và cho nên có thể thấy là bạn chưa thoát khỏi được những cái ảnh hưởng của những gì xảy ra giữa bạn và người cũ. Đang có một sự khởi đầu mới cho bạn nhưng mà có lẽ là bạn vẫn chưa dứt ra khỏi được những cái cảm xúc hay là những cái ảnh hưởng của quá khứ. Và ở thời điểm hiện tại bạn sống khá là chậm rãi, bạn không vội vàng, bạn tập trung khá nhiều vào công việc và bạn khá là khép kín. Nhưng mà bạn cũng rất là thực tế, bạn không mơ mộng viển vông và gọi là bình tĩnh sống đó. Thì đó là cái tình trạng hiện nay của bạn. Về cái mình rút ra rất là nhiều lá bài ở cái tụ thứ hai này, tại vì lúc đầu mình thấy hơi khó hiểu là tại sao cái lá Nine of Water, có nghĩa là Nine of Cups, ở trong cái vị trí thử thách của bạn, bởi vì Nine of Cups là giấc mơ trở thành hiện thực. Thì với những lá bài đi kèm đây, mình thấy rõ ràng một cái thông điệp rằng vì vì sao lá Nine of Water xuất hiện ở cái vị trí thử thách đó là vì bạn cảm thấy bạn không hề có ý định muốn quay lại với người cũ của bạn, và bạn cảm thấy cái việc chia tay này là một cái sự giải thoát cho bạn, mặc dù bạn vẫn còn bị chưa thoát khỏi được những cái đau buồn hay những cái thất vọng, những cái ảnh hưởng tiêu cực của cái chuyện cũ. Nhưng mà qua những lá bài này thì có thể thấy là cái việc chia tay này là điều mà bạn mong muốn và bạn không hề muốn quay lại với người cũ. Mình dùng hai bộ khác nhau để clarify cái lá này, để tức là để giải thích thêm cho cái lá này. Thì một lần nữa ở cái bộ Witch Tarot bộ này mình lại nhận được lá Nine of Cups ở đây. Có nghĩa là cái thông điệp Nine of Cups rất là mạnh. Lá Nine of Cups có nghĩa là giấc mơ trở thành hiện thực. Và có một ý nghĩa nữa là một người rất là chìm đắm trong nhậu nhẹt. Chín cái ly ở đây nó cũng tượng trưng cho việc ăn nhậu, uống rượu, nói chung là chìm đắm trong tửu sắc. Có thể là, nói chung là nói về việc ăn chơi nhậu nhẹt. Thì có thể đây là một cái challenge, cái điều làm cho cái mối quan hệ của các bạn tan vỡ, bởi vì các bạn không giải quyết được cái mâu thuẫn này. Nếu không phải vì vậy thì cái việc chia tay này
là thực sự điều bạn mong muốn và bạn không hề muốn thay đổi cái sự chia tay này, bạn không, bởi vì bạn bạn có cái lá dứt áo ra đi mà bạn đã quyết định ra đi rồi và bạn không hối hận về việc việc đó. Bạn cũng cảm thấy là cái việc chia tay này là cái việc đáng phải xảy ra, cái việc là bạn đang đi đúng đường. Tức là cái chia tay này là cái gì thuộc về nó thuộc về số phận và định mệnh. À, bạn không muốn làm gì để thay đổi nó bởi vì bạn thấy cái sự chia tay này nó đem đến cho bạn một cái cuộc sống mới và nó làm cho cuộc sống của bạn nhẹ nhàng hơn thay vì cái năng lượng này. Tức là rất là trằn trọc, lo lắng, suy nghĩ, đau khổ, không ngủ được. Tiếp theo bạn có hai cái lá six. Có thể ở thời điểm này bạn cảm thấy như là người chiến thắng, người thắng cuộc. Tức là nó không nhất thiết là người thắng cuộc so với người kia, nhưng mà bạn cảm thấy là cái sự khởi đầu mới trong cuộc sống này nó thực sự tốt đẹp. Cái việc mà bạn chia tay người kia và có cuộc sống mới, nó làm cho bạn cảm giác như là mình rất là ổn. Lá này là lá victory, lá của người chiến thắng. Cho nên bạn cảm giác ở thời điểm này là mình rất là may mắn khi thoát khỏi được cái mối ràng buộc này. Mình không biết cụ thể những cái gì xảy ra trong mối quan hệ của các bạn, nhưng có vẻ nó đến cho bạn rất là nhiều những cái đau khổ và rất là, tức là một cái gánh nặng về tinh thần ấy. Nhưng sau khi chia tay thì bạn cảm thấy rất là thoải mái và có được một cái, nói chung là nhẹ gánh đó. Hai bạn có thể là có một cái mối quan hệ rất là dài, có thể là 9 năm, có thể kéo dài đến 9 năm, bởi vì có bạn có hai lá số 9 ở đây. Và bạn có cái lá này nói về một cái mối quan hệ rất là sâu sắc, có thể là từ thuở ấu thơ nữa, từ thuở còn đi học, hay là còn, nói chung là từ thời thơ ấu. Hoặc là giữa bạn và người này có mối quan hệ từ kiếp trước, đây là lá của những người đã biết nhau từ quá khứ kiếp trước. Cho nên cái việc mà cái mối quan hệ giữa hai bên rất là sâu sắc, mà càng sâu sắc đến đâu thì cái việc chia tay nó lại càng khó khăn đến đâu. Nhưng một khi đã chia tay được rồi thì bạn không muốn quay lại nữa, bởi vì rất là khó khăn để bạn có thể thoát thoát ra khỏi được cái mối ràng buộc này. Cho nên đó là bây giờ thì mình đã hiểu rất rõ vì sao cái lá Nine of Cups nó xuất hiện ở cái vị trí là thử thách, bởi vì nó là khó khăn, thử thách là bởi vì bạn không hề muốn quay trở lại. Và ở cái vị trí lời khuyên thì một lần nữa bạn có lá Eight of Water, nghĩa là nó là hai hai lá này là một này, nhưng mà nó thuộc hai bộ khác nhau. Và cái ý nghĩa của nó là một người quyết định ra đi, thì cái lời khuyên cũng là bạn đã làm đúng khi bạn ra đi, và hãy hãy ra đi khỏi cái hoàn cảnh mà nó không còn làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc. Và ở đây nó cũng có cái lá thần chết, lá này là lá nói về một sự chấm dứt để có một sự khởi đầu mới. Thì mọi thứ ở ở đây nó rất là ăn nhập với nhau, là bạn đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của mình để bạn có được một cái sự khởi đầu mới, một cái cuộc sống nó an bình hơn. Và ở vị trí kết quả thì bạn sẽ bỏ lại được sau lưng, một lần nữa bạn có lá Nine of Swords, hai lá này cũng là một này. Thì nhưng mà bạn có cái lá này đứng trước là cái người này đang trông chờ hướng đến một cái tương lai mới và những cái tin vui đang đến, và anh ta bỏ lại phía sau những cái sự trằn trọc trăn trở này và bắt đầu một cái cuộc hành trình mới, rất mang đến rất là nhiều cảm hứng, niềm vui sống và nhiệt huyết. Nói chung nó giống như là mở ra một chân trời mới như vậy, cho nên đây là một cái kết quả rất là tốt đẹp cho bạn. Với cái bộ bài tình yêu thì cái bộ bài tiên tri nói về tình yêu thì bạn có lá Calling in your soulmate. Với cái lá bài này rất có thể bạn sẽ gặp được một người mới thực sự đem đến cho bạn một cái, bạn có lá Ten of Pentacles đi cùng. Đây là một cái lá rất là đẹp, nói về một cái sự thỏa mãn đầy đủ về vật chất và tinh thần. Thì cái sự khởi đầu, bạn sẽ có được một sự khởi đầu mới, một mối quan hệ tình cảm mới với một người soulmate. Bạn sẽ gặp ai đó là người tâm giao, người tri kỷ, người thực sự dành cho mình và đem đến cho bạn được cái kết quả này. Thì đó là bài dự đoán dành cho các bạn bọ cạp đã chia tay và
còn vương vấn người cũ hoặc là còn thắc mắc về cái khả năng quay lại với người cũ. Mình hy vọng là các bạn đã tìm được một số những cái thông tin hữu ích hoặc là giúp các bạn nó giúp các bạn định hướng cho tình cảm của mình trong thời gian tới. Và nếu các bạn yêu thích video này thì hãy nhấn like và subscribe cho channel của mình để tiếp tục theo dõi những cái video dự đoán cho tất cả các cung hoàng đạo trong thời gian tới. Và mình chúc các bạn có một tháng 2 nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.